Sáng nay, đoàn giám sát số 2 Hội đồng nhân dân thành phố do ông Lương Công Tuấn, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã thực hiện việc giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 và việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Tính đến ngày 30 tháng 9, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường Thạch Thang đạt trên 66% kế hoạch quận giao. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, bằng sự đồng thuận cao, Đảng bộ chính quyền phường cũng đã tập trung thực hiện có kết quả trên một số lĩnh vực. Việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị bước đầu đã đem lại kết quả nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức 3 và mức 4 cho tổ chức công dân đạt trên 90%. Bên cạnh đó còn một số vướng mắc trong chi ngân sách, công chức tư pháp hộ tịch còn nhiều bỡ ngỡ khi được ủy quyền ký chứng thực và đóng dấu đây cũng là những nội dung phường kiến nghị với đoàn giám sát